Bạn đã từng thử cách học tiếng Anh qua phim, nhưng kết quả lại bị cuốn theo nội dung phim mà chẳng học được là bao. Hãy để Enjoy cùng bạn khám phá 5 bước học tiếng Anh qua phim, đảm bảo trình tiếng Anh sẽ tăng vù vù nhé! 5 bước học siêu đơn giản gồm có: chọn phim, xem phim, chọn học một trích đoạn bạn thích nhất, chơi game, luyện nghe, nói chủ động với đoạn phim, ôn tập từ vựng hàng ngày. Giờ thì hãy cùng mình đi qua từng bước cụ thể nhé! Bước 1. Bạn hãy chọn phim với 2 tiêu chí. Thứ nhất, đó là phim mà bạn thích. Thứ hai, đó là phim có phụ đề, nếu có phụ đề song ngữ thì càng tốt. Bước 2, hãy tận hưởng bộ phim và hiểu được nội dung của phim. Bước 3, hãy xem lại trích đoạn hay nhất. Qua bước thứ 2, bạn hãy chọn ra những trích đoạn bạn thích nhất. Mỗi đoạn không nên dài quá 3 phút để học với các đoạn trích đó. Đừng quên tra từ và lưu những từ vựng quan trọng để ghi nhớ. Với Enjoy, bạn có thể cắt các đoạn phim ngắn ra để học với tính năng cắt từ clip. Bước 4. Chơi game, luyện nghe, nói chủ động với trích đoạn. Bạn đã hiểu nội dung của trích đoạn, giờ bạn cần chủ động luyện nghe và nói với các game. Game Active Listening, luyện nghe không có phụ đề, bạn hãy nhại theo đoạn phim và đối chiếu với phụ đề gốc. Game Quiz, luyện khả năng nghe và hình thành câu bằng cách sắp xếp các từ thành câu thoại hoàn chỉnh. Game Shadow, nghe và nhại lại, Enjoy sẽ giúp bạn đánh giá cách bạn phát âm đã đúng hay chưa. Write, nghe chép chính tả, game này sẽ giúp bạn nhớ mặt từ và luyện cách sử dụng từ. Và cuối cùng là Roleplay, game nhập vai, cho phép bạn lồng tiếng cho video, bắt chước theo ngữ điệu lẫn biểu cảm của diễn viên. Đây là một cách rất hiệu quả để bạn luyện nói cho giống người bản xứ đấy. Dần dần, bạn sẽ quen và tự biết cách sử dụng các câu văn và từ vựng được học ở các tình huống giao tiếp thực tế. Bước 5. Ôn tập từ vựng hàng ngày. Hãy vào Game Center, chọn Play Now. Enjoy sẽ nhắc bạn ôn tập từ và cụm từ bạn sắp quên nhờ thuật toán lặp lại ngắt quãng. Đây là phương pháp cực kỳ hữu hiệu giúp bạn ghi nhớ từ vựng lâu dài và ít tốn công sức nhất. Hơn 300.000 user đang học tiếng Anh theo cách này, còn bạn thì sao? Hãy bắt đầu ngay thôi!